chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm mì tôm chiên giòn. Nguyên liệu của món mì tôm chiên giòn gồm có mì tôm 2 gói, cà chua 1 trái, trứng gà 2 trái, xúc xích 2 cây, hành tây 1 củ và 3 tép tỏi. Và đây là hành lá. Trước tiên là mình đi trộn mì gói. Và bây giờ mình vớt mì gói ra. Mình trộn khoảng 3-4 phút thôi. Mình vớt mì gói ra. Tiếp theo là mình đi băm tỏi. Và bây giờ mình xắt hành tây. Hành tây thì mình thái muối. Và hành tây thì mình xài nửa củ thôi. Tiếp theo là mình đi sắt xúc xích. Tiếp theo mình sắt cà chua. Và cà chua thì mình sắt hạt lựu. Mình lấy bớt hạt ra. Mình bóp về cho nó ra bớt hạt. Cà chua này thì ít hạt. Và bây giờ mình đập trứng. Tiếp theo mình đi xào cà chua. Và đây mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Và mình cho tỏi vào mình phi. Và bây giờ tỏi của mình đã thơm rồi thì mình cho cà chua vô mình xào. Và mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường. Có 1 muỗng cà phê vun vun đường. Và hạt nêm, mình cho cũng 1 muỗng cà phê luôn. Có 1 muỗng cà phê hạt nêm. Và mình cho vào đây 1/2 chén nước. Nước như vậy là được rồi. Chưa tới 1/2 chén nước, 1/3 chén nước thôi. Và bây giờ mình cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Đó, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm.
với cả cà chua. Nhìn nhuyễn ra. Và mình để lửa nhỏ thôi. Và bây giờ cái cà chua của mình sẽ như vậy múc ra. Và bây giờ mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Mình láng nó cho nó đều. Và bây giờ mình cho mì gói vô. Và mình cũng để lửa nhỏ. Tiếp theo là mình cho xúc xích vô. Cho xúc xích rồi, bây giờ bắt đầu mình cho trứng. Xúc xích của mình quá trời nhiều luôn. Và mình cũng để lửa nhỏ, mình mà để lửa to nó dễ bị cháy. Tiếp theo là mình cho sốt cà chua. Và mình đậy lại để cho trứng nó chín. Và bây giờ trứng chín vô thì mình cho hành tây vô. Và bây giờ mình cho hành lá vô. Và mình đắp như vậy đó. Thì mình nó giòn, sắp giòn rồi. Và bây giờ mình kiểm tra cái mình của mình giòn chưa đó, mình nhắc lên như vậy này, đó, ở dưới thế là vàng, nó giòn rồi nè. Đó, nó giòn. Đó, nó giòn, nó vàng rồi. Và bây giờ mình sẽ đổ mì ra. Và đây là dĩa mì tôm chiên giòn của mình nè. Người này nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và mình chiên, mình phải chiên lửa nhỏ. Chứ mình chiên lửa to là dễ bị cháy. Tại vì mình chiên tới 10 phút hay 15 phút gì đó. Mình chiên một lát để cho trứng nó chín. Nếu mà ta chiên to thì nó sẽ bị cháy. Và về cái xúc xích này á, mình có thể cho thêm, nếu mình ăn xúc xích mình có thể cho thêm thịt xông khói. Hay là cái món gì đó mình thích thì mình cho. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để rõ ràng ở phần mô tả và phần nhận xét. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Mọi người nhìn nha, cái dĩa mì của mình rất là hấp dẫn luôn. Và cái món này mình làm ăn sáng rất là mau luôn á. Ví dụ buổi tối mình chuẩn bị, mình xắt hành tây, xắt xúc xích, xắt hành lá. Rồi mình mà bóc tỏi á, sáng mình làm rất là mau luôn. Đó, mình làm buổi sáng rất là nhanh. Và buổi sáng món này ăn rất là tuyệt vời. Có 2 cây xúc xích mà mình thấy làm rất là đẹp luôn. Ta nếu ta thích thịt xông khói thì ta bỏ thêm thịt xông khói ăn. Nếu ta bỏ thịt xông khói thì ta giảm xúc xích đi. Và món này á, làm cho các bé thì các bé rất là thích luôn. Mì gói nếu ta trộn ta ăn không thì không có ngon, chứ làm món này rất là ngon luôn. Và thích hợp cho mọi người. Nếu mình không thích ăn hành tây thì mình có thể thay thế bằng dưa leo.